tập tiếp theo của kịch Cùng Bolero 2018. Các đạo diễn sẽ cùng nhau tranh tài ở chủ đề tiếp theo của chương trình mang tên Giới Hạn Là Bầu Trời. Đạo diễn Minh Tuấn với tác phẩm Biển Rộng Trời Cao, đạo diễn Bảo Châu với Xuôi Dòng Hoa Đăng và đạo diễn Minh Nhật với Giới Hạn Của Tình Yêu. Em đã bị một áp lực rất lớn trong vòng 1 và bằng mọi giá em phải làm một tác phẩm làm sao trong vòng 2 hay hơn. Rất là cảm xúc, rất là mạch lạc. Tôi thấy người đạo diễn này quá thông minh, tiến bộ rất nhiều so với lại bài thi vòng 1. Đón xem tập 3 của kịch Cùng Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Hai ngày 23 tháng 7 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 12 giờ thứ Ba ngày 24 tháng 7 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store.